Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17 tháng 12. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Từ đêm nay ngày 16 tháng 12, miền Bắc trời chuyển rét đậm rét hại. Không khí lạnh gây mưa lớn ở Trung Bộ, đề phòng ngập úng nhiều nơi. Cao nguyên Đông Nam Cực, nơi lạnh nhất trái đất. Mở đầu bản tin dự báo ngày hôm nay là những thông tin cập nhật về không khí lạnh. Do khối không khí lạnh tràn vào nên khiến nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm mạnh, phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, khả năng xuất hiện mưa tuyết băng giá. Sáng nay 16 tháng 12, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7 giật cấp 8. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cảnh báo hiện tượng rét đậm rét hại này có thể kéo dài sau ngày 20 tháng 12. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên 3 miền trong đêm nay và ngày mai 17 tháng 12. Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét. Trung Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mây, mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Từ chiều trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16 đến 19 độ, phía Nam 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24 đến 26 độ, phía Nam 26 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh, sóng cao 2 đến 4 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây đêm gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 1 đến 2 mét. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, ngày trời rét, đêm rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Thành phố Vinh có mưa, nhiệt độ giảm về đêm, sáng sớm có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Thành phố Huế đêm nhiều mây, sang ngày mai có mưa, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ.
Thành phố Đà Nẵng, tối có sương mù, sang ngày mai đôi lúc có mưa, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đôi lúc có mưa, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, ngày và đêm 16 tháng 12, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi hơn 50mm. Cụ thể, khu vực Trung Trung Bộ từ chiều ngày 16 đến ngày 17 tháng 12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, với lượng mưa 20 đến 40mm, có nơi hơn 80mm. Riêng khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi hơn 150mm. Dự báo từ đêm ngày 17 tháng 12, khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Không khí lạnh gây gió giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét trên nhiều vùng biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, ngày và đêm ngày 16 tháng 12, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Riêng Vịnh Bắc Bộ, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông, từ chiều tối ngày 16 tháng 12, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Từ đêm ngày 16 tháng 12, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, trong ngày và đêm 16 tháng 12, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7, cấp 8. Dự báo ngày và đêm 17 tháng 12, Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 4-6 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Quý vị thân mến, trên trái đất có nhiều nơi khí hậu khắc nghiệt tới mức mà con người cũng không thể ở hay là sinh sống. Vậy có bao giờ quý vị tò mò nơi nào trên thế giới là nơi lạnh nhất? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây. Cao nguyên Đông Nam Cực là một khu vực rộng lớn ở phía Đông Châu Nam Cực, trải dài trên đường kính khoảng 1.000 km. Cao nguyên lục địa rộng lớn này nằm ở độ cao trung bình khoảng 3.000 m. Các vệ tinh của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA gần đây đã đo được một sườn núi ở cao nguyên Đông Nam Cực có nhiệt độ thấp kỷ lục âm 100 độ C vào những ngày đêm mùa đông. Theo lý thuyết, cơ thể người khi tiếp xúc với nhiệt độ âm 70 độ C có thể bị đông cứng trong vòng chưa đầy 2 phút. Nhiệt độ ở nơi lạnh nhất trên trái đất còn thấp hơn nhiều so với nhiệt độ ở một số khu vực trên sao hỏa, hành tinh ở xa mặt trời hơn nhiều so với trái đất. Sao hỏa có nhiệt độ trung bình khoảng âm 61,7 độ C. Dãy núi cao của cao nguyên Đông Nam Cực đã giữ kỷ lục nơi lạnh nhất thế giới kể từ năm 2013, khi các vệ tinh NASA lần đầu tiên ghi được nhiệt độ âm 93 độ C. Theo tính toán của NASA, không khí khô hơn có thể khiến nhiệt độ tại cao nguyên Đông Nam Cực tiếp tục giảm thêm khoảng 5 độ C. Tại khu vực cao nguyên Đông Nam Cực, có những luồng không khí cực kỳ khô khiến cho nhiệt độ nóng trong lớp tuyết bị triệt tiêu dễ dàng. Không khí khô tại cao nguyên Đông Nam Cực là yếu tố quan trọng tạo ra nhiệt độ cực lạnh. Bề mặt tuyết và không gian phía trên lớp không khí khô sẽ lạnh hơn bình thường. Là một hoang mạc băng giá, độ ẩm ở cao nguyên Đông Nam Cực rất thấp và khô cằn, với rất ít hoặc không có tuyết hay mưa trong suốt cả năm. Mùa đông ở đây đặc biệt cực kỳ dài và hoàn toàn không có ánh sáng mặt trời. Những cơn gió lạnh lẽo gần như liên tục thổi qua cao nguyên Đông Nam Cực, điều kiện sống rất khắc nghiệt, không có chim cánh cụt và không có động vật trên cạn ở cao nguyên Đông Nam Cực.
ngoại trừ một số động vật nhỏ như giun tròn, colembola, ve, ruồi nhuế. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ với sự hoạt động của khối không khí lạnh được đánh giá là mạnh nhất từ đầu mùa, chắc chắn sẽ gây ra nhiều sự thay đổi và ảnh hưởng tới sức khỏe nếu cơ thể chúng ta chưa kịp thích nghi. Quý vị cần chú ý giữ ấm cơ thể bằng các loại áo phao dày khi ra ngoài đường để cơ thể không bị nhiễm lạnh. Ngoài ra, Trung Bộ chuẩn bị bước vào đợt mưa dông mới, bà con cũng cần chú ý theo dõi dự báo thời tiết để phòng thiên tai có thể xảy ra. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai, ngày 17 tháng 12. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại!